Hello, chào mọi người ha. Mấy bữa nay em không có quay video báo giá bông trang được, mấy anh chị mình xem mình thông cảm nha. Mấy bữa nay mưa quá trời mấy anh chị ơi. Em còn một mớ bông trang nữa quay lên giao lưu tới cho mấy anh chị mình xem nha. Trang Mỹ Hồng mấy anh chị. Bữa nay quay cho mấy anh chị mình xem cái lô trang Mỹ Hồng giá rẻ mấy anh chị ơi. Em còn 11 cây mấy anh chị. Đây 11 cây Mỹ Hồng. Đây Mỹ Hồng mấy anh chị mình thấy ha. Thì đợt này á mấy anh chị bông nó cũng bình thường, nhưng mà có một cái mấy bữa nay á em quên xịt kiến mấy anh chị ơi, này kiến nó cắn nè mấy anh chị. Kiến nó cắn nó rụng. Em còn 11 cây Mỹ Hồng với lại hai cam, 4 6 6 cây cam mấy anh chị. 11 cây Mỹ Hồng, 6 cây trang cam này lon mấy anh chị ơi. Đó, anh chị mình thấy nè. Đây là hoa của cây trang Mỹ đỏ mấy anh chị. Còn đây là hoa của cây trang Mỹ Hồng. Mỹ Hồng bông thưa mấy anh chị ơi. Không phải bông thưa mà đợt này nó bị kiến cắn rụng quá. Đó, anh chị mình mua gì mình chơi đợt sau mấy anh chị, thanh lý hết cho mấy anh chị mình luôn. Đó, đây Mỹ Hồng mấy anh chị. Bên đây trang cam này lon ha. Cam này lon thì bông nó còn tương đối nó đều hơn màu hồng chút xíu mấy anh chị ơi. Ở đây đồng giá hết cho mấy anh chị mình luôn nha mấy anh chị. Đó, màu hồng với màu cam mọi người mình đang xem ở trên này. Ở trong cái clip này thôi nha. Trong cái clip này bữa nay hình như là ngày mười mấy tháng 10 em quên mất tiêu rồi, nhưng mà hồi em sẽ ghi lên trên clip. Đó, trong clip này 11 cây Mỹ Hồng này để cho mấy anh chị mình là 660.000 bao ship cho mấy anh chị mình luôn. Đó, không bán lẻ mấy anh chị, không bán lẻ. Anh chị nào lấy được mấy anh chị mình gì mình chơi được sao lại nó đẹp mấy anh chị ơi. Lại thanh lý ra ha. Em để không thôi thì em cũng cắt cái đọt nó lại để cho lên bông được sao à. Đó, 660.000 bao ship. Còn bên đây 2 cây, 4 cây, 6 cây trang cam này lon. 6 cây trang cam này lon này để cho mấy anh chị mình là 400 bao ship mấy anh chị. Đó, 6 cây nha. 6 cây 400 bao ship nha mấy anh chị ơi. Đó, mình lấy 3 cây thì 200 bao ship mấy anh chị. Trang cam này lon còn 1 2 3 4 5 6 cây. Trong bếp này nha mấy anh chị ơi, tại vì khâu này không biết còn không. Trắng mấy anh chị, trắng bên đây. Trắng kìa. Trắng cây nó hơi nhỏ mấy anh chị. Trắng. Đây trắng lá chung ha. Trang trắng lá chung nè mấy anh chị. Trang trắng này 80.000 cây nha. Trắng lá chung nha mấy anh chị ơi. Trắng này em còn khoảng cỡ 10 cây. Trắng là 80 nha. Trang cam này lon trong cái clip này thì 6 cây này là 400 bao ship nha mấy anh chị. 6 cây 400, còn Mỹ Hồng này là 11 cây. 11 cây là 660. Đó, đang bông luôn nha mấy anh chị. Gửi đi sợ nó hơi rụng xíu mấy anh chị mình gì mình chăm mình chơi lại được sao thì cũng được. Em quay lại mấy cái mặt hàng thanh lý ở bên đây cho mấy anh chị mình xem. Ở đây thì cũng có nhiều mặt hàng thanh lý lắm mấy anh chị. Đây trong này thì có nhiều mặt hàng nè. Em quay sơ cho mấy anh chị mình xem có mấy cái linh sam mấy anh chị. Cái linh sam này mã số 1. Em quay đại diện thôi nha. Đây cái linh sam này em để như số 1 đi mấy anh chị. Đây cái gốc nó nè mấy anh chị. Nguyên cái form nguyên gốc nè, giá 130.000 mấy anh chị ơi. Linh sam mà gạo. Đây mọi người mình thấy cái gốc nè, ok không? Đó, gốc ok mấy anh chị. Đó, form tàn nè. Này thanh lý ra bớt nha, tại vì bây giờ quá trời đông rồi, em không có thể nào mà em sang chậu nó hết. Cây đó 130 mấy anh chị ơi. Đó, khới nè mấy anh chị. Khới còn mớ cây nữa mấy anh chị ơi. Khới nó cũng có cái gốc sơ sơ mấy anh chị. Mấy cái khới có cây quấn rễ có cây thì nó không được đẹp, tùy cây mấy anh chị ơi. Đó. Khới nha. Khới này 100.000 cây, 2 cây bao ship nha mấy anh chị, khới chua. Khới này em trồng lâu lắm rồi mấy anh chị, rễ trong này nó nhiều lắm rồi. Cái khế thì nó yếu rễ nhưng mà chị, khế này rễ nhiều lắm rồi. Lâu lắm rồi em không có sang chậu nó đó. Khế thì 100.000 cây, 2 cây bao ship ha. Rồi ở đây em còn cây trang cẩm thạch khổng lồ luôn á anh chị. Đây cây trang cẩm thạch khổng lồ 200 bao ship mấy anh chị ơi. Một cây duy nhất nha mấy anh chị. Cây trang cẩm thạch khổng lồ 200.000. Để cái hoa nó nè mấy anh chị. Hoa của cây trang cẩm thạch. Đó. Còn cái lá của nó hơi bị sặn xíu là tại vì trong này nó hết phân nha. Cây này em trồng ở trong chậu tới giờ chắc cũng gần 3 năm rồi mấy anh chị. Hàng cẩm thạch này mấy anh chị mình biết rồi, lâu lớn cực kỳ luôn mấy anh chị. Trồng 5 6 tháng luôn nó chưa được gan nữa. Đó, trang cẩm thạch. Cây này là 200 miễn ship mấy anh chị, 200 bao ship luôn, thanh lý nha. Mà linh sam thì hôm nay cũng còn mến nè. Nó linh sam thì trung bình 130.000 cây. Trắng nó nè mấy anh chị. Trắng 200 cây bao ship. Đây đây mấy anh chị ơi. Trang trắng nè. Đó, cây trắng này 200 nè mấy anh chị. Cây trắng là mã số 80, 86. Đó, thường em bán trên live đó mấy anh chị mình vô mình chọn cây á. Cái gốc của nó này em quay lại gần cho mấy anh chị mình xem. Đó, cái gốc nó bằng tay cái mình mấy anh chị. Trắng lá chung nha mấy anh chị. Đây, giá này ha, 200. 200 bao ship. Anh chị nào lấy đó bình luận lên giùm em nha. Mọi người mình có thể mình liên hệ qua số điện thoại của em nha. Bình luận để em trả lời thì nhiều khi nó cũng hơi lâu, nó không thông báo á. Anh chị mình liên hệ số điện thoại em cho nó nhanh mấy anh chị. 200 mấy anh chị, 200 bao ship. Lọc dừng mấy anh chị. Đây. Lọc dừng. Lọc dừng co lắc tự nhiên. Cái này hồi xưa em có quấn sơ sơ mấy anh chị. Đó. Lọc dừng. Chị mình xem ha. Lọc dừng cây nhỏ nhỏ 150 bao ship mấy anh chị ơi. 150 bao ship nha. Có quấn cái thăng rồi gì mấy anh chị mình nuôi sơ sơ lại nha mấy anh chị. Có quấn sơ sơ hết rồi. 150.000 cây.
anh chị nào quan tâm, anh chị nào muốn mua hoặc anh chị nào muốn chọn cây thì mình xem trên live nha. Còn ở đây thì em gửi ngẫu nhiên nha mấy anh chị, lộc gừng 150.000 cây. Đấy, thì em báo giá từ cái clip qua cho mấy anh chị mình xem nha. Khi nào mà anh chị mình mua thì mình nhớ mình gọi qua bên số em, mình nói là cái cây đó 100 mấy ngàn hoặc là 200 ngàn gì đó, thì mấy anh chị mình hỏi cây nó còn không nha. Tại vì hàng này thanh lý, có những cây nó giá nó sẽ khác nhau tùy tùy clip tùy ngày nha mấy anh chị, tùy clip tùy ngày giá nó khác nhau. Đó, lộc gừng cây tương tự như vậy, 150.000 bao ship nha. Vậy mấy anh chị mình sang chậu trồng lớn nhanh lắm nha mấy anh chị, tại vì trồng chậu hết phân nè, mấy anh chị mình thấy nó giật phân xuống nè. Đó, lộc dừa thì 150.000, đó khới thì 100.000, ở chân trắng là 200, chân cẩm thạch này cây duy nhất 200 luôn. Bên đây có còn cái gì nữa không? Đây linh sam á anh chị, linh sam này là linh sam sam núi. Đây sam núi mấy anh chị ơi, sam núi trái nha mấy anh chị nè, sần sùi hết trơn nè, đó, lá nó nè mấy anh chị. Sam núi này thường chậu sẵn cho mấy anh chị mình luôn, 100.000 cây à, 100.000 cây, 2 cây bao ship nha. 1 cây bao ship không được mấy anh chị ơi, ship hết mấy chục ngàn rồi. Còn bông trang nè, trang này là phụng hoàng vàng nè mấy anh chị, phụng hoàng vàng. À, bông trang bữa nay bên em giá nó rẻ hơn mấy anh chị ơi, 80.000 à, 2 cây 160 bao ship mấy anh chị, bao ship từ 2 cây, mua 10 cây tặng cây nha. Này phụng hoàng vàng nha, hoa cực kỳ đẹp mấy anh chị, 80.000 cây. Đây là mỹ đỏ nè, mỹ đỏ cũng 80.000 cây luôn mấy anh chị, 80.000 cây. Rồi anh chị nào muốn mua mặt hàng nào đó, anh chị mình cứ alo qua số điện thoại em trên cái video này nha mấy anh chị. Đó, còn đây cây phụng hoàng cam nữa nè mấy anh chị. Phụng hoàng cam số 7, chắc là hồi em like lên hết mua rồi, không biết thì còn không. Đó, cây này nó bự chà bá luôn mấy anh chị ơi. Đó, cây này nó bự chà bá luôn nè mấy anh chị. 120.000 bao ship luôn, phụng hoàng cam bự bằng kia luôn, thanh lý nha. Rồi clip thì em dừng ở đây nha mấy anh chị, tại vì quay thanh lý này quay hoài luôn không hết đâu mấy anh chị ơi, còn rất là nhiều. Anh chị mình có thể mình xem ở trên like của em đỡ đi nha mấy anh chị. Anh chị nào xem được clip này muốn mua thì anh chị mình có thể mình liên hệ với số điện thoại em nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Anh chị nào xem kênh mình yêu quý, mình muốn xem những mặt hàng thanh lý bên em nữa thì mình bấm vô mình đăng ký kênh ủng hộ em, nhớ bật cái chuông lên nha mấy anh chị, không bật chuông không thấy được nha. Nữa em sẽ soạn ra thêm nữa thanh lý bớt cho mấy anh chị mình xem ha. Rồi chúc anh chị mình xem video vui vẻ nha.